Vâng, thưa quý vị, trong xã hội hiện đại, trẻ con biết nhiều hơn. Cha mẹ vừa tự hào nhưng cũng vừa lo lắng vì có nhiều thứ chẳng muốn chúng biết sớm. Ở lứa tuổi 2 đến 3 tuổi, trẻ đã tỏ rõ thái độ yêu thích rõ ràng, tò mò về giới tính của bạn khác phái, thậm chí là có bé biết thích và có hành vi trêu ghẹo, động chạm bạn khác giới, bắt chước người lớn âu yếm nhau hoặc là có hành vi tự kích thích cơ thể. Chúng tôi đã ghi nhận được những lo lắng này trên rất nhiều các diễn đàn nuôi dạy trẻ. Trên một diễn đàn trên mạng, không ít các bậc cha mẹ tỏ ra lo lắng khi phát hiện con mình có những hành vi mà theo họ là không thể xảy ra với những lứa tuổi nhỏ. Thậm chí có những trẻ còn thường xuyên lặp đi lặp lại hành vi này. Hầu hết các bậc cha mẹ tỏ ra khá giận dữ khi thấy con mình có những hành vi như vậy. Những phản ứng thường thấy là đánh hoặc dọa trẻ để không lặp lại. Vâng, với rất nhiều các bậc cha mẹ thì những biểu hiện hành động như trong clip vừa nêu là rất đáng ngại. Những hành động này thì có phải là biểu hiện phát triển sinh lý sớm hay không? Và cha mẹ cần phải làm gì khi thấy trẻ có những hành vi như vậy? Những thắc mắc này sẽ được thạc sĩ bác sĩ tâm lý Đỗ Minh Loan, Bệnh viện Nhi Trung ương giải đáp trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, rất là cảm ơn chị Loan ngày hôm nay đã đến tham gia chương trình. Vâng, rất nhiều những cái bậc cha mẹ lo ngại về những cái hành động là tò mò về giới tính và đặc biệt là có những cái hành động kích thích cơ thể của trẻ. Nếu mà ở cái lứa tuổi lớn hơn thì có lẽ là cha mẹ sẽ không cần phải lo lắng như thế. Nhưng mà đây là trẻ ở cái lứa tuổi mẫu giáo. Vậy thì đây có phải là dấu hiệu cho thấy là trẻ đang phát triển về sinh lý sớm hay không ạ? Vâng, cái hành vi mà tự kích thích cơ thể như là chị đề cập ấy, thì chúng tôi thấy là một cái thói quen khá là phổ biến. Và ở Vịnh Nhi Trung ương chúng tôi thì hàng ngày chúng tôi cũng tiếp nhận rất nhiều các cái trường hợp mà cha mẹ đưa con đến vì lý do là phát hiện thấy trẻ là tự kích thích hoặc tự sờ mó vùng kín ở bộ phận sinh dục mà về chuyên môn thì chúng tôi gọi là thủ dâm. Và các ông bố và mẹ này thì chúng tôi thấy là đều cùng có một cái băn khoăn chung, đó là liệu con mình có phải là dậy thì sớm hay không. Thì chúng tôi xin khẳng định rằng việc thủ dâm ở các cái trẻ nhỏ này không phải là dấu hiệu dậy thì sớm. Và tại sao trẻ lại có cái hành vi thủ dâm như vậy thì chúng tôi thấy là trong cái quá trình ở trẻ nhỏ như vậy, đặt trong cái bối cảnh là trẻ đang có cái sự phát triển về tâm sinh lý, trẻ rất là tò mò về cơ thể và muốn khám phá về cơ thể mình cũng như là thế giới xung quanh. Cho nên việc trẻ có thể tự chơi với các cái bộ phận trong cơ thể hay là tự khám phá bộ phận cơ thể mình cũng là một cái dấu hiệu mà đang trong cái quá trình phát triển tâm sinh lý của trẻ. Ví dụ các bậc cha mẹ có thể thấy là có những trẻ thì rất là thích sờ tai, có những trẻ thì thích ngoáy mũi.